À, như vậy thì các bạn sẽ xem địa chỉ mắt của các bạn bằng cách click chuột phải lên cái Star menu ha. Click chuột phải lên cái Star menu của Win 11 các bạn nè. Rồi các bạn click chuột phải lên, chọn vô Network Connection đi. Thấy Network Connection không? Click chuột phải, chọn Network Connection. Thấy chưa? Kết nối mạng, network là mạng, connection là kết nối. Rồi kết nối mạng thì các bạn sẽ xem ở wifi, mình đang kết nối mạng wifi. Wifi thì các bạn ở cái phía tam giác phía sau nè, cái mũi mũi tên phía sau, các bạn sẽ lấy chuột vô và các bạn sẽ xem cái phần là hardware property. Đây thì ở phía dưới này nó có cái physical address, đây là địa chỉ vật lý hoặc là gọi là địa chỉ mắc đây. Link tí nữa các bạn sẽ có nhận được một cái file như thế này. Thì trong cái file này nó sẽ có một cái form để mình copy cái địa chỉ mắc address của mình, mình gửi lên nhà trường. Thì tí nữa các bạn chỉ cần copy cái địa chỉ này, bỏ vô cái form của mình là được. Đây thì tí nữa nó có cái đường link để các bạn lên cái file này. Trong này là có hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ mắc nè, còn không thì theo cái hướng dẫn của thầy là được. Các bạn bấm vô đây. Rồi khi các bạn vào thì các bạn sẽ đăng nhập với cái mail FPT, đó là tương ứng với cái mail của mình, thì mình có một cái MAC address chưa, đợi tí xíu. Thì cái MAC address này các bạn dán cái MAC address vô. Còn nếu mà bạn muốn điện thoại của bạn vô được nữa thì ở trên điện thoại của bạn cũng có cái MAC address, mình cũng tìm cái MAC address trên điện thoại mình bỏ vô đây. Rồi thế là cập nhật là xong rồi. Ok, đó, cập nhật là mình đã có gửi được cái MAC address của mình lên trên hệ thống rồi đó. Còn nếu như mà những máy khác mà không phải Win 10, không phải Win 11 thì các bạn sẽ CMD xong rồi các bạn sẽ vô đây gõ cho thầy là IP config. Rồi IP config switch on. Các bạn sẽ thấy địa chỉ adapter, chú ý là phải đúng wifi nha. Đây địa chỉ LAN của mình là 79CD1, để coi có giống bên kia không. Đây rồi, đúng rồi, 79CD1. Đó, thì nó là phải là wireless LAN adapter. Thì các bạn lấy đúng cái địa chỉ này, bỏ vô cái form của chúng ta. Như vậy đó là hai cách để chúng ta xem được MAC address.